Xin chào bác, ngày hôm nay em Hà Thương quay trở lại đây và muốn nói lên cái thông điệp về trống đồng sẽ gửi đến, sẽ mang lại cho cái gia đình của nhà mình khi trưng một quả trống ở trong cái gian phòng cũng như trong cái phòng làm việc này, phòng khách này, hoặc là mang đi tặng cho gia đình người thân của mình. Nó sẽ mang lại cái ý nghĩa gì, cái thông điệp mà trống đồng gửi đến cho gia chủ của nhà mình là gì, thì ngày hôm nay em Hà Thương sẽ giải thích vào ở trong cái video này. Và rất mong được cái sự ủng hộ của các bác bằng cái việc mà đăng ký kênh để nhận được những cái video bổ ích từ em, từ làng nghề Đúc Đồng Đông Sơn gửi đến cho gia chủ nhà mình nha các bác. Xin chào các bác, trước mặt các bác chính là một quả trống đồng đường kính 50cm. Thì em đang để ở đây để trưng bày ở cửa hàng. Cửa hàng của nhà em là ở 36 Cao Sơn, An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Thì em đang để ở đây, thì nếu bác nào đang có ý định là muốn xem trực tiếp ấy thì có thể là đến tận cửa hàng để xem nha. Còn trong cái video này hôm nay thì em sẽ nói về cái ý nghĩa thông điệp của trống đồng gửi đến cho gia chủ khi mà sở hữu một quả trống sẽ có những cái lợi ích gì, và nói về một số cái họa tiết nhỏ ở trên mặt trống mà nhiều bác không để ý đến ấy. Thì em cũng muốn giải thích một số cái họa tiết đấy, để tất nhiên là khi mà đã được in ở trên mặt trống thì tất nhiên là nó cũng sẽ có cái ý nghĩa riêng của nó, đúng không ạ? Và em không muốn là bỏ sót một cái họa tiết nào cả, nên là hôm nay em sẽ làm một cái video nói về những cái họa tiết nhỏ ở xung quanh đây, để các bác có thể là hiểu rõ hơn về từng họa tiết trên mặt trống đồng nhá. Đây, thì trước tiên thì thì các bác nhìn vào cái ngôi sao 14 cánh này như thể là mặt trời ấy, thì cái việc mà để mặt trời ở giữa của tâm trống thì thể hiện được cái phong tục thờ thần mặt trời ngày xưa của ông cha ta đấy các bác ạ. Ngôi sao này, con chim này thì thể hiện được cái việc mà thiên nhiên tối cao. Mặt trời là nguồn năng lượng và nguồn ánh sáng quan trọng đối với đời sống hàng ngày của người dân. Và con chim lạc đây các bác xem, đây là chính là chim lạc ấy. Đấy, thì chim lạc ở trên mặt trống này, các bác xem, sẽ có là một chim là đang bay này, chim sải cánh bay này, và một con chim là đang đứng này. Đấy, thì cái ý nghĩa mà nó mang lại là cái việc mà luôn luôn có những lớp trẻ đi lên và lớp già, những người trẻ này, người trẻ bay cao này và người già ở lại này. Đấy, thì nó sẽ ngoài ra thì nó cũng sẽ mang lại được cái khao khát ước mơ về tương lai tươi sáng của ông cha ta, cũng như là mang lại cái giá trị truyền thống tinh túy này, thể hiện được cái sức mạnh này, bền bỉ này, vươn cao này. Thì các bác xem, và những người trẻ là những người nỗ lực không ngừng nghỉ. Còn một cái đường nét nhỏ mà các bác có thể là các bác đang bỏ sót đấy khi mà mình nhìn trên mặt trống ấy, đây các bác xem, đây là hình ảnh nhà sàn này. Đấy, cái hình ảnh nhà sàn này thì nó thể hiện được cái kiến trúc ngày xưa của ông cha ta đã rất là có mắt thẩm mỹ rồi. Để các bác xem những cái nhà sàn này, những hoạt động ở trong nhà sàn này rất là có mắt thẩm mỹ rồi nha. Thì còn một hình ảnh nhỏ nữa, đó là những cái nhạc cụ truyền thống, như là những người đang múa này. Về cái giá trị tinh thần văn hóa ngày xưa cũng đã có rồi ấy, đã xuất hiện rồi ấy. Những người đang múa này, những người đang chơi trống này. Đấy, chơi những cái nhạc cụ ấy các bác nhé. Đấy, thì những cái nhạc cụ này là được chơi nhiều nhất ở trong những cái lễ hội này, hoặc là những cái dịp Tết. Thì ngày xưa ông cha ta đã chơi nhạc cụ rồi. Đấy các bác xem, những cái đường nét họa tiết rất là nhỏ, thế nó sẽ thể hiện được những cái thông điệp riêng. Cho nên là mình không, khi mà mình đang nghiên cứu về trống đồng thì mình không nên bỏ qua những cái đường nét nhỏ tiết nhỏ nhỏ như này nha các bác. Ngoài ra, cái việc mà sở hữu một quả trống ấy thì nó sẽ, ngoài ra ấy, thì khi mà đang sở hữu một quả trống thì nó sẽ mang lại cái thông điệp gì đến cho gia chủ. Ở đây quả trống muốn nói lên là cái vị thế đứng của gia chủ ở trong trong xã hội,
tế khi mà ông cha ta ngày xưa ấy có quan niệm là sở hữu một quả trống đồng to có nghĩa là người đấy là người có đất đai này, có vị thế này, có cái tiếng tăm trong xã hội, nên là nếu mới làm được một quả trống rất là to và khi mà sở hữu nó thì rất là quyền lực ấy đấy. Còn cái vấn đề những cái họ đường nét họa tiết hoa văn ở trên mặt trống cũng như tang trống này, nó sẽ chấn chỉnh lại cái tà ma, nó sẽ khai thông một cái đường công danh sự nghiệp đến cho gia chủ nha các bác, người ta gọi là khai thông quan lộ đấy ạ. Còn cái vấn đề thứ ba ấy thì quả trống sẽ mang lại cho gia chủ những cái điều may mắn này, tài lộc này, nói lên được cái tình yêu về lịch sử dân tộc của gia chủ đối với đất nước, đối với lại ông cha ta ngày xưa, đối với cội nguồn đấy các bác ạ. Thì quả trống này là quả trống đồng đường kính 50 đấy, sẽ được gửi đi Bắc Giang. Đây là cái màu mộc và cái họa tiết ở trên đó là họa tiết chạm chìm của Ngọc Lũ nha các bác. Thì bác nào đang quan tâm đến trống đồng Đông Sơn cũng như đang quan tâm đến một bức tranh trống, có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0911 740 569 để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể một quả trống phù hợp với cái gian phòng của gia đình nhà mình, cũng như là một bức tranh có cái kích thước phù hợp hoặc là kích thước phong thủy đối với lại cái tuổi của cái mệnh của nhà mình đấy các bác nhá. Đấy, thì em là Hà Thương ở bên làng nghề đúc đồng Đông Sơn Thanh Hóa. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video này của em ạ. Em chào các bác nhá.